Rương nét ta cỏ hòm cỏ đỏ sông chênh phí và chùm rương bình thơm ai phía phạm vầy. Nét ta cỏ hòm cỏ thật nợ phù mà hà rì sọc thang ấy kì hai thả phù chờ tiêu xong cạnh bằng trắng sọc xong rào khai tạc kèo. Nét ta ní miên tốm thơ đòi chờ bỏ xe lực chuyên chàng khát đà. Nét xe lúc tiếp lần xong à xa rộng thầm mây mùi tiết đói xì mòn. Nơi tuần tâm khả nế nâng tôm chơi chát tìm mụn. Nơi bị khả cỏi à xa rộng, miên đồng bột. Hỡi miên đàm chớ đột xung trùm. Tăng nơi bị lỡ đầy túa mùi cục bùa. Đại nẹ xa rộng phùm nít như dùng hai thá, lột tà phùm. Lột tà mà nét như dây thà, nẹ tà nít. Mình đang chìm miên mô bì kà nà tê. Cột cạt lăng đừng cái đầy kà nà, có khơi nẹ tà nít tài mặt đòn. Bởi hãy chỉ cao ẩn miễn, vì trâm xa mày đại mà nốt một tàng lưu, lưu phú mà hà riêng nì, nẹ ta nì, mình ẩn tập bố lưu nẹ sọc phùm nì nà, chế chuối thay ra xa xì cái đầy sốc, nâng chuối rộng dư tiệt thua, oi nẹ sọc phùm tiệt phòng. Xa mày đàm, cả ba mình rừng ra xem xên, cắt lại mà rộng viên nẹ phùm, rư miền ca chú lụt tuột tên khi nì chỉ đàm, kê tàng tư phật đấng sẽ bóp trong phố nẹ ta nụt. Rịp rộp tám đồng nào rưỡng riêng riêng khu luôn. Hai miền sốt biệt sức bót, phạm thiên tiệt phòng. Cụ vị Việt đem phí kháng có sốc chất riêng riêng khu luôn, chỉ cả sợ rạch. Mình bạch của đơn của đó đo rọt tất cả, một cổ xuống tiệt tề. Biệt sức bót nít khơi tha xạ sợt mềm. Ba nẹ nà bộp lật bông sốt chất tiền tròn tế. Nẹ nút mục chìa on tà rài rô hốt đo xa lắp dàng toàn hón cơ sân miền. Mà dàng tiết nè ta nít sọp ná, mà nụt nà phẹt mùa, chỉ đầm rấy, nâng sợ trầy miên phụ tây bố, đà cắt múc mặt bàn tê, nâng bàn đà oi rô lụt côn, bà nẹ miên bàn đà xạ, nâng khá lẹp bồn xạ. Nẹ sọ rốc, khá lạch hói mình hiền bập rớt bằng biến chùm bù rừng nít tê. Nẹ sọ rốc đầm nào to to mục thà, bà màn chìa sai sớp rư hà sớp chnám cân lón tự hời, miên ta chà mà nẹ chmua ngài, bà bùn chmua lương. Đẹp quát nơi trong ngày trong màn buồn rồi mai vì tự ác khả nế nơi ác xa rõm nè tàn nụ. Tàng ngày chia nè ở rộp xí thứ tực thân nọt. Cột bàn thứ thân nọt mùi đám, bài khá tốm nè ta nịch hành. Về đài làng kiếp thân nọt nụ mở đón, tàng ngày chết tài chỉ lụ mọt có. Ở kiếp tới việc bạc, rứ, cổ lạch ca thân nọt bị khả nịp. Nè ta nịch khấn, có chân anh tàng ngày tùm lẹp bị trong thân nọt mục đấy. Hỡi tới chỗ rụt nhà sổng mình nè. Hỡi như vậy thà, lục tá mình ôi tàng ngại thư thân áo tiệt tề. Ôi rụt xìa vấy đo tới tiệt tử, cũng đã kiếp cá kiệt tiệt kê chư nà. Cô rụt chía, tàng ngại mình sạp nông phế nụ đài. Tài lục quạt bàn sạ sàn, chia chạ cho ngư. Miền cầm làng sổ làng vĩnh, quạt có chạp thư rụt bỏ thân áo tiệt. Quạt thư đám đo đài nâng. Về nốt nè ta gà hòm cò. Nẹ ta phùm, lên chán ta ngại tùm lẹ đổi muốn tiệt hời. Nẹ ta khẩn lá, đòi bật đầy ta ngại mình snap, có chập ta ngại, vô tự đặt cho rộng vạ, chụp nâng sọ sọ tùm nẹ ta, ô mùi giúp mùi thương ngày. Bật bùn côn, bắt ta ngại, đa rộp mình khuyên sọ. Rộp cho rộp lãng, có bàn khuyên ta ngại nơi tùm nẹ ta. Về nốt ta ngại khuyên bật bùn đa chô tứ, sạch rạp một thà. Anh tới mình rồi tê, anh chụp cho rõ trường hời. Lưu đồ chân ốc, bộ phụn, côn có không tiền quát tránh việc tốm nẹ ta. Tại khi miễn cầm rạc sọ, tiền dạng ná có mình rồi. Kê khướng chương quát tiền phí, còn chụp nâng sọ sọ khá tồn. Hời, lưu sâu cho rõ trái, nơi có bài quát nụt đài. Bộ phụn, côn không tiền, tỏa châm nét, nơi tái mình rồi, có tăng bài bón chọc nhòm. Xong ôi nhà ta lên tàng ngại nốt một vinh. Nhà ta có lên tàng ngại. Ôi một chụp chung bộ phụn côn vinh đôi thoa mặt đà. Tàng phí bê nốt một. Nhà sọc phúm có nôm khả nê chư sụp. Trong bố nhà ta nốt ớt nghĩa rê. Kê tánh tại bọn cực cực khả nê khả nông bê ná đại liên tục cuối. Rước bắt ở rộng bọt trọp xên xên. Rứ có chong bàn chơi chung nê. Nông ca lên lợi bánh xì xóng kiện đàm. Cô bầm nòng này cả bọn ní chẳng tại bàn xâm rạch đuổi bầm nòng riêng riêng rồi hột một. Ai rô biếp đồng vái. Khi chẳng thoái, xa thọ đầy mùi cù. Xa thọ đô mùi cù.
mòn ngào muối, mòn rú, rư mòn thân nẹ, núm, chế, prạ, túng, tới tam cá đại kê bán bòn. Rộp biếp láng nẹ ta. Vị thi láng nẹ ta gà hòm cò, rư nẹ ta ní. Kê gầm nọt thứ nơi ngay đọc bầy cá, khai bì xa rình rò chân nằm, nẹ sở rộp phùm mà hà riêng, phùm chữ tiêl. Rịp chòm thứ vị thi ní rình rò chân nằm, chân nằm khá lạc. Kê thứ bằng hà ruốc, ní môn bà sóng châm ràng bà bà rật, ruốc tê xin à, bà rực lỡ. Đó bê lưng ích tớp kê chạp thư bí thí bánh chuồn ở rụp. Bọn tái, miền chân nằm khá lạc kê thư bí thí bánh chuồn ở rụp tay mà đón. Mình miền ní môn trả xong chàn tê. Nẹ ta nốt miền ở rụp xâm nâng. Chịp hết bọc xâm rạp cho một ní giấy cách ca prap con chào. Ta rụp xâm nâng nốt ai dụ bà hai là hà sập chân nằm. Cứ nẹ ta cất hòm có chỗ chuồn tay mà đón. Ất miền nẹ ná rực tê. Bọn tái to một hàng cỏi rụp nốt có can tay chà. Chỗ chuẩn lên cao ớt nẹ sở rốc cơ rửa dụng rụp thầm ấy tiết. Đói kê buông xuống thà, bà nẹ ta sở lành nẹ ná. Xôm ai chỗ rụp nẹ nụ chọc, rụp rụp môn nút chắc nạ hời. Kê buông xuống rụt hời, có chập linh khám ai nẹ ta rửa rụp chỗ tử. Sắp thằng ngày ní, chỗ rụp ta mà nẹ chmô ta on, đại chi rụp thầm ấy, ai dụ hát sập lại đài. Tựp nâng chỗ thư xâm nâng khăn ông chân nắm một quan pram buôn rồi học sập pram muối môn ní. Quát nơi phúm khá nà rung, xong cách bằng tránh, sọc xâm rào, khái tà kèo. Ông phí cử rương xâm nảy xâm rạp lái nẹ ta. Nơi môn thường ngày đọc bầy cơn, khai bì xa, nẹ sọc bì nẹ, đã rời ông kì prác bì nẹ phúm tên ọc nìa, đang bầy dô tự tình bà đá, xâm rạp rịp chom bì thi. Cả tình ai văn sọc cổ rụp hỏi, kê có chập thư xa là thô đầy mùi cú. Đặc nông tốt nẹ ta, bà rộng tiền miền chết, núm bằng anh. Chom áp đặc vái khi nông rốt nụp hòn, cài bì ní. Miền thư sân khực mùi, tức tân xôn mai thọc sấp, bằng đòi mùi mai mập hầy. Nơi khi nông sân khực nút, kê đã xa rơi ông có bốt, xôn đầy, lưng ngô, ông bờ bà học. Phạc ca, đài nẹ xa rộng khúm kì dụ một đặc. Xa rơi ông có, kê đi xa bóng tôi, cho rõ cục nông mà nẹ miền sợi mùi bài, ông có mùi bài, prạng mùi riêng. Bài xâm ló xâm rạp đã lưu xâm khực. Nâng bài xâm ló xâm rạp ôi bụi nẹp lên bó rịp phục. Kê thừa chủ mùi, đã lưu xâm phục. Nâng mòn xa ngáo mùi cù, bóng ai mùi cù, châm áp mùi cù, cụm múc. Sốt tái mùi cù tiền ọ. Pê mùi bảo vãnh mùi hạt ở rình chạy tất cao ngay ngay xâm ờ. Hân ông pê kê đã bài xâm ló chê núm. Cụm múc ấy vắn đài miền. Miền bè mùi tiết ở riêng trò cao, miền bà mùi thân nặng. Miền tư rung trìa bè, bà hài nâng áp quạt sồn. Nông bè nốt kết đạp bằng ảnh, chấm áp, đôi bè riêng chạy tờ cao cảnh xa máu nốt đài. Nữ kháng mục rung nạ ta, kê kào cần tìl, hỏi riêng đạp rõ đạp rõ đá tiền ọc. Hỏi rụp ông quê lưu cần tìl cờ hóm, kê bái rụp bỏ tiền ọc nị, bái mục tư tư kháng cao. Nơi bì mục rụp, miễn rô mùi, lưu rốn, miễn đàn lập cổ mùn mùi. Sla biệt pram mắt, bà rây pram, tiên pram, tiên ôch hói mùi cù, mù lũ bấy dần lực, sla mùi. Pram mập thầy riêng, đại kết đắc, hồi rụp bằng. Rụp ông cối bọt chương tụt tu cổ mà, đại tàng phí chập rôn, rụp biệt trốt mần tịch. Bì mục rụp nú kê riêng chuyên, đám kiểu chùa. Cứ môn mùi cú, bóng ám, chấm áp mùi cú. Chứ lúc đã cần đa kháng một bóng ám, nâng chấm áp tới tiết. Tỏ tới tiết kệ đạc về, xong khớt. Xong khớt kệ đạc mục, áo chồ mục rốt nẹ tà, nâng cổng phê mùi vúng. Miền trổ muối, bây bột muối. Nẹ chỉ riêng mà nẹ sko pi, về bằng chuồn rút kê lên phê lênh bọc cùm. Về phê lênh cầm phung tay lênh, rút thơ trừng. Hạ đối chia chăm sẽ đập lên nâng chồng riêng. Bà ở nẹ chia riêng chồng riêng mình trời tế rụp chập chia riêng khuôn ai mà đong. Từ nẹ ta có hóm co chồ, về chồ rụp môn đầm bốn. Nẹ ta nè dây chia phía xa liều, rối tự nè dây phía xa khám ái chia khang còi. Miền mà nẹ xuống nâng thoái đồng vài. Đại tam tùm lộp nẹ sốc kê hai thá chương prẹ. Chương prẹ ní, chè nè dây phía xa khám ái đuổi đố kê thà. Mà hà lầy, chế kê thá, trọt xô, chế đào lạ.
អ្នកចាំសួរនោះគេសួរពីសុខទុក្ខក្នុងស្រុកភូមិនិងសុំកុំឲ្យមានជំងឺអាសន្នរោគអត់ព្រោះជំងឺពីមុខនេះអ្នកស្រុកខ្លាចណាស់សុំឲ្យមានទឹកភ្លៀងបរិបូរណ៍សុំកុំឲ្យមានក្រាដង្កូវស៊ីស្រូវកុំឲ្យស្រូវវាជាដើមបន្ទាប់មករូបអ្នកតាចូលនោះចាប់ឲ្យចំណីខ្មោចព្រាយពេលដែលឲ្យចំណីគេបង្វែរសង្ឃឹកនោះឲ្យបែរមុខចេញ រួចបាច់ទៅលើពេនិងសង្ឃឹករួចចាប់លាជមកបាច់លើពេនិងសង្ឃឹកទៀតហើយគេឲ្យជូនពេនិងសង្ឃឹកនោះទៅមុនពេយកសង្ឃឹកនិងពេជូនទៅនោះគេត្រូវចាក់បាយចាក់សម្លបង្អែមចំអាបដាក់លើពេនិងសង្ឃឹករួចនាំគ្នាសែងពេនិងសង្ឃឹកនោះចេញទៅឯរូបក៏ក្រោកឈរដៃកាន់ដំបងឬដាវ ក្រវីលោតដើរតាមក្រោយអ្នកសែងសង្ឃឹកនោះទៅដែរអ្នកភ្លេងលេងបត់ស្ដេចដើរមនុស្សក៏ក្រោកដើរហែទៅទាំងអស់គ្នាបានចម្ងាយ50ម៉ែត្រឬ100ម៉ែត្ររូបត្រឡប់មកវិញអ្នកសែងសង្ឃឹកភ្លេងនិងអ្នកហែទាំងអស់ចេះតែហែទៅមុខទៀតបានចម្ងាយប្រហែល500ម៉ែត្រទើបដាក់សង្ឃឹកនិងពេចោលភ្លេងក៏ឈប់លេងអ្នកហែត្រឡប់មកវិញ ឯប្រដាប់ប្រដានៅលើសង្ឃឹកទាំងប៉ុន្មានត្រូវអ្នកសែងនោះចាត់ការគឺមានស្ងោជ្រូកគេបេះតែស្លឹកត្រចៀកបន្តិចក្បាលបន្តិចជើងកន្ទុយដាក់លើសង្ឃឹកនោះទៅសល់ប៉ុន្មានគេនាំគ្នាយកមកចែកគ្នាបរិភោគប៉ុន្តែបើស្រុកមានកើតជំងឺអាសន្នរោគឬអុតហើយបើមានធ្វើពិធីនេះ គេមិនដែលហ៊ានយករបស់អ្វីមកវិញទេទុកចោលនៅទីនោះហើយសូម្បីតែសត្វដេរឆានក៏មិនហ៊ានស៊ីផងសម័យសពថ្ងៃពេលរៀបឡើងអ្នកតាក្រហមកមិនមានដាក់ជ្រូកទាំងមូលដូចមុនទេគេទិញតែក្បាលជើងនិងកន្ទុយជ្រូកមកជាការស្រេច